Anh Trung, Anh Sơn, chào chào các các em. em. Hiện tại tụi anh vừa mới lái xe tới khu các công ty, trong đó có công ty đối tác của tụi anh là Work Advice. Thì bây giờ tụi anh sẽ đi review cho em xem là cái công ty Work Advice nó như thế nào và xem coi cách người ta làm việc có chỉnh chu, có nghiêm túc không nhé. Rồi, ok, let's go. Có rất nhiều giấy tờ trong này để mà mình có những cái mình thảo luận với người ta. Ok, theo chân anh. Ở đây thì em thấy đây là cái khuôn viên mà các công ty và nhân viên họ sẽ đậu xe ở đây. Trong tòa nhà này sẽ quay reception ha, quay lễ tân. Chúng ta tìm công ty nào chúng ta có thể học ở đây. Đây là bản đồ của tòa nhà, các khu A, B, C và khu nhà A và các khu khác. Có nhà vệ sinh này, mình có để ở đây. Trong môi trường công ty bên này chúng ta phải nói rất là nhỏ nhẹ ha, rất là yên tĩnh, giữ không có làm ồn. Sẽ quay xung quanh đây cho các em thêm nhìn thêm những cái văn phòng công ty khác. Để mà tiếp khách có thể là ngồi đây thảo luận với nhau và nhìn ra view ngoài đường quốc lộ. Khi có đối tác hoặc là khách hàng tới có thể tiếp trên công ty hoặc là tiếp dưới sảnh ở dưới đây. Đây chúng em sẽ thấy là có một văn phòng của Microsoft Surface Hub. Microsoft. Chúng ta cùng xem cái tủ lạnh này có gì. Nhân viên muốn bỏ đồ ăn uống gì đó thì bỏ vào đây. Có bồn rửa tay. Đây là toilet, như các em để ý là toilet này cho người đi xe lăn nha. Và đây là khu vực ăn sáng cũng như là ăn trưa. Thì hiện tại vì giờ Covid cho nên là cái văn hóa ăn uống nó cũng thay đổi một xíu. Trước khi ăn chúng ta phải rửa tay, sau đó thì đeo bao tay này vào, sau đó mới lấy thức ăn. Lấy xong thì chúng ta lại bàn và chúng ta tháo bao tay ra để ăn. Okay. Let's go upstairs. Bây giờ chúng ta sẽ lên gác, lên lầu. Để đi tới công ty Work Advice và thăm bà CEO.
làm việc nữa, có thể sinh hoạt thảo luận với nhau. Cựu tổng thống Obama. Tạp chí này là bằng tiếng Đan Mạch nè các em. Sau lần đây cho các bạn nhìn xuống ở dưới nè. Thì buổi sáng của chúng ta là có trái cây hoặc là bánh mì, nước nước ngọt và nước cam. Chúng ta có thể lựa chọn ăn giống như buffet vậy. Phía bên này là khu vực bàn ăn để mọi người sinh hoạt với nhau. Tòa nhà này là bằng kính hoàn toàn nên là ở trong này rất là ấm. Ta lên trên hả? Ok, tiếp theo. Anh thấy là cái hành lang rất là dài và hơi, và bên này là đa số là công ty, thì chúng ta có thể đi sâu vào trong kia. Cái đấy bà Hà Lắc hướng dẫn mình đi đường này đúng không? Không phải đường này, đường dưới. Chúng ta nhập đường rồi, đường phải ở dưới mới đúng. Thấy là tòa nhà người ta là kính hoàn toàn ha, rồi nhìn xuyên vào trong được hết. Ở đây chúng ta đã thấy được logo công ty Work Advice, và anh quan sát rồi thấy ở cái không gian này rất là gọn gàng, không có bừa bộn, nhìn rất là đẹp, rất là sạch. Sơn cho qua cái cho các bạn xem cả một chút ha. Này, hai bên chúng ta này là hai cái bãi đậu xe ô tô của nhân viên cũng như là các công ty giám đốc và đậu đậu xe ở đây. Bên dưới thì chúng ta có thể thấy một chiếc xe đạp đang đậu một cái kiểu rất là hay. Thấy như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ tiến vào trong công ty Work Advice. Chúng ta có thấy đây là công ty Work Advice. Chúng ta bà CEO đang bận nói chuyện điện thoại, cho nên là anh và anh Sơn sẽ đợi một chút. Tranh thủ một đi một vòng sau đây. Sẽ có thể dơ cao cái máy quay lên cho các em thấy cái logo của công ty Work Advice. Đó là một vòng từ ngoài bãi đậu xe cho tới công ty của Advice. Thì tụi anh sẽ kết thúc video này tại đây, và tụi anh sẽ đi vào và làm việc với bà Alex.